Vun bồi tưới nước là gì? Tức là theo căn cơ thuyết pháp, theo bệnh cho thuốc, khiến cho đại chúng trong pháp hội đều hoan hỷ đầy đủ. Bấy giờ chủ giá thần nhu nhuyến thắng vị, nương oai lực của Đức Phật quán khắp tất cả chúng chủ giá thần mà nói ra bài kệ. Lúc đó đại chúng trong pháp hội có vị nhu nhuyến thắng vị chủ giá thần, nương đại oai thần lực của Phật quán khắp tất cả chúng chủ giá thần, lại dùng kệ để nói: Như Lai biển công đức vô thượng, hiện đèn sáng chiếu khắp thế gian, tất cả chúng sinh đều cứu hộ, thảy đều an lạc không sót thừa. Như Lai biển công đức vô thượng, Như Lai là ba giác và vạn đức đều viên mãn, cho nên nói biển công đức vô thượng. Vô thượng có nghĩa là chẳng có gì cao hơn được, công đức của Như Lai chẳng thể so sánh được. Công đức nhiều như biển cả, vô lượng vô biên, vô cùng vô tận, cho nên gọi là biển công đức. Hiện đèn sáng chiếu khắp thế gian, Phật thị hiện bình đẳng khắp thế gian. Tại sao? Vì giáo hóa tất cả chúng sinh cải ác hướng thiện, bỏ mê về giác, trí huệ quang của Phật như đèn sáng phá tan đen tối vô minh. Khi Phật chưa ra đời, thế gian giống như chẳng có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, chẳng có ánh đèn. Chúng sinh sống ở trong đêm dài tăm tối. Từ khi Phật ra đời thì thế gian có ánh sáng mặt trời mặt trăng, lại có ánh đèn chiếu sáng tất cả thế giới, đều đắc được quang minh, do đó Phật quang phổ chiếu. Tất cả chúng sinh đều cứu hộ, mục đích Phật phải thành Phật là vì cứu độ chúng sinh, độ chúng sinh là công việc của Phật. Chúng sinh trôi nổi ở trong biển ái dục, không thể thoát khỏi biển khổ. Phật nương thuyền từ bi đến cứu hộ tất cả chúng sinh, cho nên nói đều cứu hộ. Chẳng có một chúng sinh nào mà chẳng phải là đối tượng sự cứu hộ của Phật, nghĩa là dù chúng sinh ác, Phật cũng cứu hộ họ. Phật chẳng nói con là chúng sinh quá ác, ta chẳng cứu con, Phật chẳng có tâm phân biệt như thế. Phật xem chúng sinh đều như là con cái của Ngài, bất cứ con cái bất hiếu không giữ quy củ, Ngài cũng đều cứu hộ họ ra khỏi biển khổ, đắc được giải thoát. Thảy đều an lạc không sót thừa, Phật hoàn toàn ban cho chúng sinh khoái lạc, chẳng bỏ sót một chúng sinh nào, cũng chẳng quên một chúng sinh nào, chỉ khi chẳng phải là chúng sinh, cho nên nói thảy đều an lạc không sót thừa. Công đức Thế Tôn không bỏ mé, chúng sinh nghe được chẳng luống qua, đều khiến lìa khổ thường an vui, đây là sở nhập của thời hoa. Công đức Thế Tôn không bỏ mé, Thế Tôn là bậc tôn kính của thế gian và xuất thế gian, là đại đạo sư của tam giới. Công đức của Ngài vô lượng, vô biên, không thể nghĩ bàn, chúng sinh nghe được chẳng luống qua, hết thảy chúng sinh kể cả bạn, tôi và họ nghe được danh hiệu của Phật, hoặc nghe được kinh điển của Phật, đều chẳng luống qua mà đắc được lợi lạc. Đều khiến lìa khổ thường an vui, Phật hoàn toàn khiến cho tất cả chúng sinh đều lìa khỏi tất cả khổ mà đắc được tất cả an vui, tự cũng là chẳng có sự khổ mà chỉ hưởng sự an vui, cho nên nói là thường an vui. Đây là sở nhập của thời hoa. Cảnh giới này vị thời hoa Tịnh Quang chủ giá thần minh bạch được mà vào môn giải thoát này. Thiện thệ các lực đều viên mãn, công đức trang nghiêm hiện thế gian, tất cả chúng sinh đều điều phục, pháp này dũng lực chứng đắc được. Thiện thệ các lực đều viên mãn, thiện thệ là một trong 10 danh hiệu của Phật, các lực tức là 10 lực, Phật tu tất cả các lực đều viên mãn, công đức trang nghiêm hiện thế gian, Phật thành tựu là nhờ tất cả công đức trang nghiêm, Phật dùng công đức để trang nghiêm thân xuất hiện ở trong hữu tình thế gian. Tất cả chúng sinh đều điều phục, chúng sinh ở thế giới ta bà càng cường khó điều phục. Bạn dùng đủ thứ pháp môn quyền xảo phương tiện, nói thiện pháp cho họ nghe, thì họ cũng chẳng tin. Nhưng nếu gặp ác duyên tà dâm, không thành tịnh, thì chạy theo như phát cuồng, giống như người cuồng chạy về hướng nào đó. Loại người này khó điều phục nhất, song Phật hoàn toàn điều phục được tất cả chúng sinh. Phật dùng hai phương pháp để điều phục. Một là dùng văn để độ, hai là dùng võ để độ. Hiền giáo là dùng văn để độ, mật giáo là dùng võ để độ. Bồ Tát là mắt hiền lành để độ chúng sinh, Kim Cang là mắt giận dữ để độ chúng sinh. Tóm lại, đều vì khiến cho chúng sinh thoát khỏi tam giới. Bất quá phương pháp chẳng giống nhau mà thôi. Hiền giáo giống như tòa thuốc, theo sự chỉ dẫn trong tòa mà uống thuốc. Mật giáo giống như thuốc đã làm xong,
uống thuốc thì hết bệnh. Pháp này dũng lực chứng đắc được. Pháp môn này vì sắc lực dũng kiện chủ giá thần minh bạch mà chứng đắc được môn giải thoát này. Xưa Phật tu hành biển đại bi, tâm Phật niệm niệm đồng thế gian, cho nên thần thông vô cùng tận, tăng ích tinh khí quán thấy được. Xưa Phật tu hành biển đại bi, thuở xưa Phật tu hành pháp môn đại bi. Pháp môn đại bi tức là pháp môn ban vui cho chúng sinh, cứu khổ cho chúng sinh, tu tập thành biển đại bi. Tâm Phật niệm niệm đồng thế gian, mỗi tâm niệm của Phật đều nghĩ cứu hộ chúng sinh, nghĩ khiến cho chúng sinh liều khổ được vui, liễu sinh thoát tử, đắc được giải thoát, cho nên niệm niệm đồng thế gian. Cho nên thần thông vô cùng tận, nghĩ muốn giáo hóa chúng sinh cao cường khó điều phục thì phải có đủ thứ thần thông, đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh thấy được thần thông diệu dụng mà sinh niềm tin, cho nên thần thông của Phật vô cùng tận. Tăng ích tinh khí quán thấy được, cảnh giới này vị tăng ích tinh khí chủ giá thần quán sát thấy được. Phật thường hiện tiền khắp thế gian, tất cả phương tiện chẳng luống qua, đều tịnh chúng sinh các hoặc não, giải thoát này của phổ sinh thần. Phật thường hiện tiền khắp thế gian, Phật thì vô tại vô bất tại, Phật thì khắp cùng tất cả mọi nơi, cho nên nói Phật hiện khắp thế gian. Tại sao chúng sinh chẳng nhìn thấy Phật? Vì có các hoặc não che đậy, giống như mây che mặt trời không khác. Tuy nhiên Phật khắp cùng tất cả mọi nơi, thường hiện trước chúng sinh, nhưng chúng sinh nhìn chẳng thấy Phật. Nếu diệt trừ được hoặc nghiệp vô minh các chướng ngại, thì sẽ thấy được Phật. Tất cả phương tiện chẳng luống qua, Phật dùng tất cả phương tiện để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, thành tựu quả vị Phật. Những pháp phương tiện Phật dùng chẳng có luống qua, thầy đều có hiệu quả. Đều tịnh chúng sinh các hoặc não, các hoặc tức là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Phật khiến các hoặc của tất cả chúng sinh đều hoàn toàn thanh tịnh, chẳng còn tạp nhiễm, giống như mây tan hết thì mặt trời hiện ra. Các phiền não hoặc tiêu diệt hết thì trí huệ sẽ hiện tiền. Giải thoát này của phổ sinh thần, cảnh giới này vị phổ sinh căn quả chủ giá thần minh bạch được. Phật là biển trí của thế gian, phóng tịnh quang minh chiếu hết thảy, tin hiểu rộng lớn đều sinh ra, diệu nghiêm kế thần thấu rõ được. Phật là biển trí của thế gian, Phật là bậc có trí huệ nhất trong thế gian, Phật là bậc giác ngộ ở trong chúng sinh, chẳng có gì mà Phật không biết, chẳng có gì mà Phật không thấy, cho nên gọi là biển trí. Phật Pháp Tăng là biển đại trí huệ của thế gian, cũng là đèn sáng vô tận của thế gian, phóng tịnh quang minh chiếu hết thảy. Phật là biển đại trí, phóng quang minh trí huệ thanh tịnh, chiếu soi khắp hết thảy mọi nơi, lại chiếu soi tâm của chúng sinh, khiến cho họ phát Bồ Đề Tâm, thành đạo vô thượng. Tin hiểu rộng lớn đều sinh ra, Phật phóng quang minh thành tịnh chiếu tâm chúng sinh, thì chúng sinh sinh ra tâm tin hiểu rộng lớn. Sự tin hiểu này không thể nghĩ bàn, là đắc được trí huệ quang minh gia bị của Phật mà sinh ra. Diệu nghiêm kế thần thấu rõ được, cảnh giới này vị diệu nghiêm hoàn kế chủ giá thần minh bạch được, mà vào môn giải thoát này. Như Lai quán thế khởi tâm tử, vì lợi chúng sinh mà xuất hiện, mở bày yên vui đạo tối thắng, giải thoát này của tịnh hoa thần. Như Lai quán thế khởi tâm tử, Như Lai tức là Phật Thích Ca, ngày quán sát chúng sinh thế gian quá khổ, suốt ngày tranh giành ở trong biển khổ, mà chẳng đắc được giải thoát, do đó Phật sinh khởi tâm đại tử bi, ban vui cho chúng sinh, cứu mọi sự khổ của chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Vì lợi chúng sinh mà xuất hiện, Phật vì lợi ích chúng sinh, vì cứu độ chúng sinh mà xuất hiện ra đời, để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều có trí huệ mà ngộ đạo, mở bày yên vui đạo tối thắng. Phật vì chúng sinh mà mở bày đại đạo yên vui nhất, thù thắng nhất, quang minh nhất. Chỉ cần tinh tấn dũng mãnh tiến về trước thì nhất định sẽ đạt được bờ bên kia cứu kính niết bàn. Giải thoát này của tịnh hoa thần, vị nhuận trạch tịnh hoa chủ giá thần, đắc được môn giải thoát này. Thiện thệ tu tập hạnh thanh tịnh, dưới cội bồ đề diễn nói đủ, như vậy giáo hóa khắp mười phương, sự nghe thọ này của diệu hương. Thiện thệ tu tập hạnh thanh tịnh, Phật trong quá khứ tu hạnh môn thanh tịnh,
là chẳng làm các điều ác, làm hết các điều lành, tức cũng là xa lìa tất cả pháp ác, tu trì tất cả pháp lành. Tất cả pháp ác tức là pháp nhiễm ô, tất cả pháp lành tức là pháp thanh tịnh. Pháp thế gian là pháp nhiễm ô, pháp xuất thế gian là pháp thanh tịnh. Pháp nhiễm ô có dục niệm, pháp thanh tịnh chẳng có dục niệm. Tóm lại, có tâm dục niệm tức là nhiễm ô, chẳng có tâm dục niệm tức là thanh tịnh. Mục đích của chúng ta tu là đoạn dục khử ái. Dưới cội bồ đề diễn nói đủ. Phật ở dưới cội bồ đề thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, thốt lên ba lần lành thay tất cả chúng sinh, đều có đủ trí huệ đức tướng Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Do đó có thể thấy vọng tưởng chấp trước là vật chướng ngại lớn của sự tu đạo. Nếu chúng ta chẳng có vọng tưởng chấp trước thì sớm sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao chúng ta chẳng chứng đắc? Vì tâm vọng tưởng quá nhiều, tâm chấp trước quá nặng, cho nên vẫn còn là phàm phu. Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề rồi, trong thời gian 21 ngày diễn nói kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Lúc đó người nhị thừa tuy cũng ở trong pháp hội, song có mắt mà chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo Viên Đốn. Tại sao? Vì căn tánh chẳng giống nhau. Bồ Tát là lợi căn, tiếp thọ được đốn giáo. Nhị thừa là độn căn, chỉ tiếp thọ được tiệm giáo, cho nên như mù như điếc. Như vậy giáo hóa khắp mười phương. Phật nói kinh Hoa Nghiêm và tất cả tạng kinh là vì giáo hóa tất cả chúng sinh trong mười phương, khiến cho hết thảy đều được độ. Nghe sự nghe thọ này của Diệu Hương, vị thành tựu Diệu Hương chủ giá thần, nghe thọ được pháp môn này mà lãnh ngộ được môn giải thoát này. Phật trong tất cả các thế gian đều khiến hết lo sinh vui mừng, hết thảy căn dục đều tịnh trị, cả ái lạc thần ngộ vào được. Phật trong tất cả các thế gian, Phật chẳng riêng gì xuất hiện ở thế giới Ta Bà này, mà đều xuất hiện khắp hết thảy thế giới trong mười phương. Hiện ra thế gian để làm gì, sẽ nói rõ dưới đây. Đều khiến hết lo sinh vui mừng, Phật thương xót chúng sinh, thấy chúng sinh chẳng dứt được sanh tử, luân hồi trong đường hiểm, lưu chuyển ở trong sáu nẻo luân hồi, thật rất đáng lo âu. Cho nên Phật không ngại gian lao khổ nhọc, nghĩ hết biện pháp để độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh xa lìa tất cả lo âu khổ não mà sinh tâm vui mừng. Hết thảy căn dục đều tịnh trị, căn tính của chúng sinh chẳng giống nhau, có người thì thiện căn, có người thì ác căn. Người có căn lành thì Phật dùng phương tiện pháp môn khiến cho họ tăng trưởng, kẻ chẳng có căn lành thì Phật dùng phương tiện khiến cho họ trồng căn lành. Dục niệm của chúng sinh cũng khác nhau, có người thích tiền tài, có người thích sắc đẹp, có người thích danh lợi, có người thích ăn ngon, có người thích ngủ nhiều. Đủ thứ căn tánh và đủ thứ dục này Phật đều biết, cho nên khiến cho tất cả tập khí mau bệnh nhiều đời nhiều kiếp của chúng sinh đều tu trị thành tịnh, từ nhiễm ô biến thành thanh tịnh. Ví như có người vốn chẳng tu hành, cũng chẳng giữ quy củ, thích ăn thịt, uống rượu, hút thuốc, nhưng khi nghe được Phật pháp rồi thì giữ quy củ, thành thật tu hành, trừ khử tập khí, buông xả tâm nhiễm ô, như thế thì tâm thanh tịnh sẽ hiện tiền. Cho nên nói Phật giáo là đèn sáng, là bảng đi đường, chỉ đường mê cho chúng sinh đi trên con đường sáng, tức cũng là con đường giác ngộ vô thượng. Khả ái lạc thần ngộ vào được. Vị kiến giả ái lạc chủ giả thần